mày đùa giỡn với tình cảm của thằng Chiến như thế, làm cho nó khổ sở, chạy ngược chạy xuôi, mẹ mày điên đảo vì mày là thế nào hả? Mày kia là mày biết suy nghĩ không? Nó này. Thôi thôi thôi. 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 Mày còn làm khổ thằng Chiến ấy, mình trách tao nhá. Tao mà đang uống rượu một lần nữa đừng trách. Sớp tại tiền chấm cơm, thử quần mày con súng Free Fire chỉ mới 10k. Các bạn sẽ có cơ hội nhận ngay Scar Titan 9999 kim cương và còn nhiều vòng quay hấp dẫn chỉ có tại sớp tại tiền chấm cơm. Các bạn nhanh tay truy cập đường link bên dưới để tham khảo nhé. Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại cả clip tiếp theo của mình nhá. Đấy, thì như mọi người biết là mình lên từ hôm qua rồi, nhưng mà từ hôm qua đến hôm nay là gọi là không có cái thời gian để gặp cái thằng cu Dương Quốc Chiến và cái con gọi là Ngọc Phương Thảo, vì là bọn nó đi học cả ngày mà. Đấy, thì bây giờ đến chiều tối này bây giờ mới bắt đầu là nó thì phải hả? Chiến nó học mẹ đâu? À, thằng ấy nó vô công rồi nghề, suốt ngày ăn với chơi phải không? Ý là bảo là con Thảo học còn thằng Chiến chơi, nhưng mà Chiến trả tội tình cả gì cả. Nhưng mà clip này là clip là mình xử thằng con Ngọc Phương Thảo. Mọi người xem clip trước mọi người biết rồi đúng không? Là trong cái giai đoạn mà nó suốt ngày nó bị nào chuyện của chồng bí ước, nó hại, nó làm cho thằng Chiến, nói chung là thằng em mình nó suốt ngày nó phải buồn này, phải nghĩ này, không phải khóc này, sau rồi tổn thương này rất nhiều. Là có rất nhiều bạn có nhắn tin cho mình và gọi điện cho mình bảo là mình nên giúp được Chiến về vụ đấy. Nhưng mà thực chất không phải mình không muốn giúp, mà là vì là công việc của mình ở dưới kia cũng rất nhiều, làm sao mình có thể mình nên giúp được cái chuyện mà về chuyện tình cảm này được. Vì đây là ví dụ về chuyện mà giang hồ đánh nhau thì nó khác, nhưng mà đây có gì về chuyện gọi đời tư đúng không? Thế là gì em mở lại. Thế anh bắt em cầm cái gọi này. À. Sao là không cho em nói một câu nào? À thế thế mày nói câu đi. Xin chào các bạn, mình là Diễm Su đây. Ui, mình là bà chùm đây khổ. Nói Su nó quen mẹ em rồi. Quen. Nó chán chê thì còn gì mẹ chào cái gì nữa, thôi rồi. Từ nay từ mai thì đi em sẽ gọi em là bà chùm. Đấy. Thì hiện tại là mình đang ở chỗ gần chỗ nhà nghỉ mà anh em mình thuê ở trong đấy để gọi là ở qua ngày anh em ạ. Đấy thì bây giờ mình tại sao mình lại rủ cái Diễm? Thì là Diễm chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi, đúng không? Đúng không? Đàn bà mới đánh nhau thôi, đàn ông không thể nào động tay động chân mới được với cả đàn bà. Anh đánh em đi. Không, không, ý là bảo là mày đánh con Thảo chứ không phải là tao đánh mày, hiểu chưa? Em đánh Thảo á? Ý là đánh phải đánh ý mình dọa thôi. Dọa làm gì? Dọa để cho lần sau nó sẽ không bao giờ xảy ra cái chuyện để làm tổn thương Chiến nữa. Vì là cứ tổn thương như thế là các bạn sẽ lại phải hỏi anh em mình, lại bắt anh em mình phải lên để giúp thì nó khó lắm đấy, đúng không? Đấy nên là hôm nay mình chỉ là clip này chỉ mang tính chất là dọa cái Thảo để cho lần sau là nó sẽ không tái phạm lại một cái sự việc đấy một lần nào nữa. Đấy, ok. Thì thôi bây giờ anh em mình sẽ lên xe đi về chỗ quán xem Chiến đón cái Thảo về chơi nhanh nhất, rồi anh em mình sẽ lôi cái Thảo đi ra chỗ khác xử. Hành hạ thằng Chiến còn bắt nó đón. Đi xuống phát bảo là bước xuống xe bên đây, đúng không? Bắt lên xe mình nôi ra chỗ khác xử. Được, anh kia cầm những cái này anh đấy em. Đây. À, đây rồi, chân trong xe đúng không? Đẹp đấy. Đẹp đấy. Hôm nay có phúc mà biết gì. Vậy có xe phát đưa đón nhau mẹ mày như đúng rồi luôn. Xuống bốc quá. Lợn này. Lợn xuống. Ok, mời mời đại ca, đại ca nhá. Lợn này. Đại ca xuống rồi em gái. Ok, rồi, rồi, bình tĩnh nha. Mày nhìn có mẹ gì thằng Diễm ơi. Thì chó nhìn anh này, chó xem Diễm đi anh. Cái gì đâu. Gì hả? Ui. Nhìn anh không xe tâm rồi. Đây đây, Diễm này ra đây ra đây. Bảo là chú xe bạn đây. Đấy, bắt máy, bắt máy xe. Bạn ơi. Chú xe bạn ơi. Bạn ơi. Kéo cái kinh xuống. Xuống bạn ơi, xuống xuống. Bảo luôn con, mà ngay. Bảo con đồng đằng kia đấy, con đồng kia kia. Con đồng kia. Ngồi bánh hãng. Xuống mà này. Xuống xuống xuống. 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 Xuống mà này. Xuống. Cứ xuống mà ăn. Xuống đi bước cười nhờ. Nhanh đi. Này. Mày đừng cứ làm kiểu ếch ngồi đáy giếng thế, hiểu chưa? Hôm nay bọn tao mới có cơ hội bọn tao xuống mẹ Phú Thọ để tao bắt chuyện mày đây. Hả? Ôi trời ơi, nó còn mở cửa em ơi. Rồi. Mày đi đây. Biết có điều muốn nói. Em mày lôi ra đầu kia xử. Lên xe. Thầy đi theo âm đi. Đi đâu? Đi ăn nào? Đi
ăn à? Ừ đúng rồi, đi ăn nhá. Từ từ em tắm rửa em đi ăn. Không, ông ơi, em trang điểm nhá. Đúng rồi, ăn này không phải ăn mất dạ phải không? Cửa kính, cửa kính. Ô, con lẩu dưới kia ai biết nhở? Lẩu trên này con ơn. Đồ nướng, đồ nướng, đồ nướng. Lẩu này. Lẩu, lẩu cùi chó luôn. Lẩu, ừ đúng rồi, hầm thuốc bắc. Luôn, hiểu luôn, hiểu luôn. Em thích bao quầy thuốc bắc chị cũng cho hết. Được. Em... anh ơi đi chậm chậm thôi anh ơi, anh sợ. Cái gì quay là khoai lang nhanh nha, em thích khoai lang mấy củ em. Khoai lang cho em, cứ thích quả dài em ăn hết. Khổ lắm, cứ để nó nhiều quá nhỉ. Anh thì tí biết sao nhá. Nói gì? Nhưng mà anh ơi có chuối không? Cầm chuối. Mày yên tâm, chuối cả lái luôn. Dù người ta lên xe xong bắt đầu bằng cơm mồm. Ăn cơm mồm. Thôi lấy xe mình đi đi. Con này này chứ con tài chưa đủ lệ. Thôi á, anh không tôn trọng em thì thải mua xe để em tự đi xe em mua xe rồi. Chỗ này không có lẩu đâu. Vào đây ăn lẩu. Anh ơi, chỗ này không có lẩu đâu. Anh không có chỗ lẩu. Có lấy mềm gì? Đưa cho mày xe. Chắc đi hay chị à? Khoan nhớ biết thôi, tôi chỉ. Đã thấy ngứa mắt đằng sau kia này chịu được may tao chiêu nhiên chứ mày ngứa mắt rồi. Ôi có vòng nhở? Đéo. Liên quan đến chuyện này. Mày biết tao tại sao tao lại gọi chúng mày ra đây không? Không cất nhà. Tao đùa với nhà mày. Hả? Mày biết tại sao tao gọi hai người ra đây? Là... cái tội mày là cái tội gì chưa? Đánh nó. Ô con mày. À kia, đứng đi mày. Mày thích tao không? Chuyện này để cho đàn bà nói chuyện. Đi ra đây. Đứng đây. Để tao xử tội mày đây. Tại sao mày làm khổ thằng Chiến? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Sao mày cứ dây dưa với cái thằng gì anh? Thằng chồng sắp cưới gì ấy? Ừ, thằng chồng sắp cưới của mày. Đấy là chỉ một đam mê thôi. Ủa, đấy mày là đam mê à? Anh ừ. Ôi, tôi nói chuyện đi kệ anh. Đến mà là đam mê à? Đam mê gặp Bùi Ngọc Sơn nhá. Mày, em tao không... cái gì? Mày bảo em gì? Em Bùi Ngọc Sơn em đam mê á. Nhìn này. Mày đừng có đùa tao. Mày đừng có đùa, tao đang nói thật đấy nhá. Hôm nay không đùa. Cái điều thứ ba. Mày đùa giỡn với tình cảm của thằng Chiến như thế. Làm cho nó khổ sở, chạy ngược chạy xuôi. Mày điên đảo vì mày. Là thế nào hả? Mày cái đầu mày biết suy nghĩ không? Mày biết là trong thời gian đấy nó khổ nhà mà bọn tao không lên được hả? Cầm tay, hả? Cầm tay. Hả? Vừa mày bảo câu là chỉ có đàn bà mà đánh nhau thôi. Đúng rồi anh ạ. Để cho bọn đàn bà đánh nhau, được không? Mà mày không nên... để em hỏi nó lần sau như nào và bây giờ như nào? Lần sau mày có thấy luôn không? Hả? Yes, no. Là cái gì? Yes, no là có không? Có nghĩa là này tao nói cái mặt mày đừng cố tỏ ra dễ thương nhá. Đừng để tao nóng mắt lên. Đừng để tao tát cho bật môi. Bây giờ em tỏ ra dễ thương cũng không được. Mà bây giờ em nếu anh với chị cũng không được. Bây giờ em phải sống như nào? Phải tỏ ra biết ăn năn hối cải. Được rồi. Chị thử gắn máu rồi. Em bảo em cũng một tát một phát cho nó bật mụn ra cho sợ. Thôi đúng rồi. Thôi nhẹ nhàng với chị em nhau. Này tao nói mày biết nhá. Thôi. Mày đứng mà bênh nó. Mày bênh nhiều mày thành nhá. Chiều hư lại ứng ở đây. Thôi chị chính thôi. Ứng ở đây nhìn. Thế lần sau có thấy được không? Cái lỗi của mà. Em cầm đồ ấy. Tao cũng đang cầm đồ đây. Nhà tao cầm hẳn người mày hiểu chưa? Hả? Mày có tin đợt ba tao. Hả? Đi sao không cả tao. Hả? Tao bảo lần sau tao đánh con gái là phải cản tao. Cản em. Cản em. Đi cản nó. Cản em. Cản nó. Còn non này. Thôi có phải lúc nào bọn anh cũng rảnh mà bọn anh xuống để bọn anh giải quyết những cái chuyện vớ vẩn được. Ví dụ thằng nào động đến mày hay động đến Chiến thì nó khác, nhưng ở đây cái chuyện tình cảm là do tự mày quyết định thôi, hiểu chưa? Chứ đừng cái thời này không phải cái thời mà cha mẹ đặt đâu con người đấy. Đặt phải đặt đúng chỗ, đúng thời điểm, hiểu chưa? Thế bây giờ đặt sai người sai thời điểm, mày nghe bài sai người sai thời điểm nữa thì tao hát mày nghe. Ok. Thế về tao hát karaoke, okay. Thế chưa? Thôi. Nhớ nhá, đợt sau không làm khổ nữa bây giờ. Nghe chưa? Hôm nay là cái Diễm có cảnh cáo nó cầm cả gậy ra tìm mày. Thôi em thôi. Tha nó cái đàn bà gái nó trẻ con tha nó. Nếu không có thấy bạn là sao nhá. Tao lên tận nhà tao đốt nhà bây giờ. Được. Ờ, lên xe về, nhanh.
Nhớ đấy. Đánh nhẹ có một cái mà thằng chồng nó đã bảo nó bênh rồi. Nhớ chứ. Nhớ chứ. Nhớ chứ. Về. 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 Đéo về luôn. Ủa ơi, xem đá rồi. Đá rồi. Rồi. Rồi xem ở đây này. Thôi về đưa đi anh kem. Đi.